lời nè nè dây bài bồng vai nghĩa mở rô cam bị thi bôn rồi bao nhôm ngày nè đại xa tại sô thò nắng bàn bị dục nhớ mẹ bị dục hay trâu chlòn hói tại nâu ọt đàl phêl về lìa này ca chlòn bị thi bôn sô bật hò tì đại xa tại chung ngư quạt ngôn ngô bệt mư ọt toàn đạch bài đạch tực chẳng tấu có lắp bắt bằng ở dụ chỉ vật nền nhiệt ngày này anh mong pi tận đọc chiêng rùm lông ở truyệt chẳng ở nếp ban chia ca kết bình cha đa sử mẹp dương nột mà lực làng khẳng đào mà chẳng à lâu sùm bố nẹ sọ khó máu hệt nẹ sọ xó đồng hai hòm tàu cánh ti bồ chìa cha cha và đợi dồn dây dồn ta ấy quạt và chân chán quạt và dắt chẳng ca hộp chốc ca tự tu tiên ca đờ hơ và chỉ đam tấu cô bị chết thật vui quạt nó ở dụ về hồi đây là phê dương ca mà sùng cung mà lâu với sùng bay sùng bầu hồi chẳng bị xa còn mình sâu bị dắt đờ hơ còn mình sâu bị dắt chẳng tới với tàu chữ cột nạ tàu chữ rương bạch bông chữ vật tôi chỉ rương slap đời xa chủng ngư nâng cô vừa miên hỏi đời xa mình chủng ngư nâng cô vừa miên tràn chia bởi xa nhôm nơi tạm lâu chè mình ấy nhờ môn cho nam bay ngay nhờ rồi hốt đo ngay cho nam bay ngay nâng tiết ạ thma chi tục bông sân tâm mình hiên chi chỉ môi tụi con nè bạc lan hơi nâng này nhờ lan mà tôi tràn bên tên long lâu hoàn đập lâu dương mục vật nó giống trong hội chlón tòa chụp buôn đọc để ti tổng phê để ti bàn chlón cả việc đôi chỉ trao bầu hội chân khơi nè nhờ và ta dương mình phải dắt dương mình prong priếp tiếp của ba kì một ba kì một phía chẳng dùng tam lâu khơi chờ nó cả này cửa nạ ba bò lấy tân hồi à nắng cứ slap mình cùng tục đấy nhờ mẹ điệp chăm luôn pran sát bát tục bông tụ tiên họ riêng chăm tập tành là ô sát nè cùng phung tệ bác bó nhầm đà là phê kê một bà dương tấu có bọn ta là ai cột nặng nhầm ai à cột nặng nó vừa mên tập hiện kì mà khá ngay ná về mà cột nặng ai dương ngay này đấy chẳng dương toàn là phải giác trong priếp từng ọc nìa ngay hơn bà bút đề ca môi cả lãnh để chọp chạy tôn vì cao đã bập bút cho ông mà chạy này dưỡng và ông trốn riêng tranh sang bập nô này nhôm dây khẳng phung sẵn ở ngày nên dây ta rương thò ai vừa miền con thò ấy khá cùng ai bắt con thò bộ dây ta nè tam đàn đạp tam vật chủ nâng có và thật tì hầm mách ở miền thò miền con thò ấy còn đạp miền nè khẩm mân này chân tiết này nhớm để tạm đàn xài ạt tạm mà đâu hồi chả lâu nâng chun tạm giữa nông bơ hồi bực kinh tạm giữa nông bơ kìa mùi cao đài lập sử mà xăm phút bỏ ăn nâu chiếc bệnh sử thoát được lời cao nông nè nhôm tập và nhôm tập nè chụp chạy nè nè kìa mùi bệnh sử mà xăm phút chỉ ăn mà chả nè dưỡng cao nâu chiếc bệnh bỏ rộng mà bố thị xa bệnh sử thoát hay nâng cao nó của ông có trâu ban để dây sừng khép bởi dây ở push đá về nhà rừng này đang dây sừng khép bên núng bia đồng biên bắn cao đây của ông của sốt dây thầm của sốt mau cho cao đây của ông của sốt của bay đa của ông đứng cứ bia đi chia của ba sợi dây sụt thô tận nè hãy tổng biết đa của ông đứng bền niên tâm phía bền niên sẽ rẽ mà ha mà dĩa tì vị nếu bây giờ đầy bây giờ thọt bà ông bà sốt bà bày đài nóng kê nình chương priếm từ tiết bà lẹ cả nạ cầu nắng ạ nhớ mẹ bà thà nà cô tổ mục tố cầu nắng về tâu chịu bạc mạch nè chương priếm mà tiết bà lẹ cả nạ chương priếm nóng xuất tên là bay đúng không nhớ mẹ nóng nó có kéo nó có chương mau sổ rốt priếm là bay chương kế ban mà rối bàm pi nè priếm mà rối bàm pi priếm nè đầy bà cài tiết bà cài và dừng dây lớp cái thanh nè bà cài mễ này á và bà cài đánh chương lên đánh nhà tại nắng tươi vì lại cả nạn mà đu
ដល់តាពេលទាយទាយទៅជំហុញោមជំរុះព្រាមនឹងចោលព្រាមណាដោយថាមិនសូវជាប្រកែមិនសូវត្រូវគេជំហុចោលទុកនៅសល់តែព្រាម7នាក់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងនៅព្រាម7រូបទាយពលក្ខណៈព្រះសិទ្ធត្ថហើយដល់តាពេលទាយពលក្ខណៈមកប្រពុតនឹងដែលព្រះអង្គប្រសូតមកព្រាម6រូបញោមក៏ម្រាមដៃព្រាមមួយលើកតែម្រាមមួយឯងក្មេងជាងគេអញ្ញកោតញ្ញព្រាមក្មេងជាងគេលើកម្រាមដៃមួយហើយព្រាមដែលលើកម្រាមដៃ2ហើយ6រូបហ្នឹងឯងពេលនោះព្រះបាទត្រីសុទ្ធោទនៈក៏គាត់សួរថាមើព្រាមដែលអ្នកយល់ឃើញអាម៉េចបានជាអ្នកហ្នឹងលើកម្រាមដៃមក2ចំពោះបលក្ខណៈរបស់កុមារនេះរបស់កូនខ្ញុំបុត្ររបស់ខ្ញុំទើបបានព្រាមនឹងថាព្រះសិទ្ធត្ថនេះបើកាត់ក្រងផ្ទះគាត់នឹងត្រូវបានសម្បត្តិជាស្ដេចចក្រពត្តិត្រាធិរាជហើយបើសិនជាគាត់មានសទ្ធាចេញសាងពភ្នោះគាត់នឹងបានត្រាស់ទៅជាពុទ្ធណាញ៉ាំព្រាម6នាក់ដែលលើកដៃ2ហ្នឹងគាត់ថាយ៉ាងហ្នឹងបងវត្តពេញជាងគេលើកម្រាមដៃមួយចុះព្រាមដែលលើកម្រាមដៃមួយហ្នឹងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចទៅបានព្រាមថាប្រពុតនេះនឹងត្រូវបានប្រកាសចំពោះកុមារនេះមិនខានបានន័យថាព្រះនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតតែម្យ៉ាងទីអត់មាននៅគ្រប់គ្រងផ្ទះទេបើដល់តែពេលនោះមិនយូរប្រហែលក៏ប្របាទសរៃសុទ្ធោទនៈហ្នឹងមានកូនតែមួយយំខ្លាចកូននឹងទៅបួសអើខ្លាចកូនទៅបួសក៏ខំបំពាក់បំប៉នភាពសុបាយភាពរីករាយចំពោះកូនកុំឲ្យកូនខ្លួនហ្នឹងចេញសាងបួសតាមអើពីព្រោះអត់មានបងប្អូនផងកូនតិចផងឲ្យលោតទៅបួសទៀតបានពីណានៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិពេលហ្នឹងព្រាមបបអត់ឲ្យធ្វើប្រសាតាមរដូវណាយើងរដូវប្រាំងរដូវលំហើយហើយរដូវវស្សារដូវប្រាំងព្រះរាជាព្រះបាទសរិសុទ្ធោទនៈគាត់ធ្វើប្រសាទ9ជាន់ញោមឲ្យកូននៅក្នុងរដូវនៃតាហេមន្តរដូវអារដូវប្រាំងហ្នឹងគឺឲ្យនៅប្រសាទ9ជាន់ប្រាសាទ7ជាន់ឲ្យនៅក្នុងរដូវលំហើយនៅលំហើយប្រាសាទមួយទៀតនៅធ្លាក់យើងឲ្យឈ្មោះថាវស្សានរដូវហើយអញ្ចឹងមូលហេតុគោលបំណងថាមិនចង់ឲ្យកូននឹងទៅណាហើយអ្នកចាក់ទៅវិញស្មើគ្នាហ្មងខ្ញុំអត់ឲ្យទៅណាតែដល់អញ្ចឹងគាត់ជួនជាពេលមួយថ្វាយត្បិតតើឲ្យនៅក្នុងប្រាសាទពិតមែនក៏ប៉ុន្តែ4ខែឲ្យដើរលេងម្ដងណាយំ4ខែឲ្យកូនដើរលេងម្ដង4ខែឲ្យកូនដើរលេងម្ដងនៅពេលនោះក៏ព្រះសិទ្ធត្ថនឹងមានអ្នកបម្រើមួយយ៉ាងចិត្តស្និទ្ធជាមួយខ្លួនគឺនាយឆន្ទមាត្រញោមតើអង្គក្ដីញោមឃើញកន្លែងសេះធំក្រោយមុខពហិរហ្នឹងយំនឹងឯសេះហើយមានណាអ្នកបម្រើមួយកាន់កតុយសេះហ្នឹងគឺឆាន់ណាមាតដែរហើយឆាន់ដល់ប្រពុតតែយ៉ាងម៉េចហើយសេះដែលព្រះអង្គជិះហ្នឹងក៏កើតតំណាលព្រះអង្គដែរហើយអញ្ចឹង3នៅកន្លែងព្រះអង្គចេញបួសមានសេះមានអ្នកតោងកតុយសេះហើយអ្នកអង្គុយលើសេះហ្នឹងគឺកើតតំណាលគ្នាបើយើងនិយាយទៅ7អ្នកគេឲ្យឈ្មោះទៅសហជាតិវត្ថុទាំង7កណប់ទ្របទាំង4ពនាង7ហើយនឹងឆាន់ណាមាតហើយនឹងស្អីទៀតញោមអាមកត្រួសត្រាសប៉ុណ្ណឹងយកមិនមែននិយាយរឿងហ្នឹងហងណាតែបបឲ្យចេញទៅកសាលោសៀនហ្នឹង4ខែទៅម្ដងថ្ងៃអឺសទ្ធត្ថហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទៅជាមួយនាយឆន្ទបាទបរត់ទៅបអតេះទៅណាញោមទៅលេងឧទ្យានដល់តែពេលទៅលេងឧទ្យាននោះក៏ទេវទូតញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងទេវទូតក៏
មកខ្លែងភេទ 4 ប្រការ នេះអឹម អ្នកដែលអាត្មាចង់និយាយហ្នឹង ខ្លែង ទី 1 គឺមនុស្សចាស់ ទី 2 គឺជារា ទី 3 គឺជាតិ ហើយនឹង ទី 4 គឺមរណៈ អត្យាស្រ័យ ជារា ជាតិ មរណៈ 4 ប្រការហ្នឹង4 ហើយចុះស្អីគេនឹងដើរកាន់ជើងច្រត់តោងកោកនឹងស្អីគេអត់ស្គាល់មនុស្សចាស់ញ៉ាំហើយចឹងបានន័យថាបំពេញប៉និតប្រសាអីនឹងអមែនទែននៅក្នុងព្រះជីវៈអញ្ចឹងបានន័យថាឃុំក្រមកោតទឹកមិនអោយទៅបួសបានតាមព្រៀមទាយហ្នឹងយល់ថាមិនអោយទៅកូននៅគ្រប់គ្រងផ្ទះញ៉ាំមានអីយើងក៏សួរឆានតាមាតមនីលឆាន់ចុះស្អីនឹង ឆានតាមាតថានឹងមនុស្សចាស់ហាចាំមនុស្សចាស់ហ្នឹងអ្មេចបានចាស់មនុស្សតកើតមកដំបូងក្មេងក្មេងយូរទៅចាស់ហើយហើយចាស់ហ្នឹងចាស់ទាំងអស់គ្នាក៏ចាស់តកាត់ទេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសត្វតែចាស់ហើយព្រះសធនហ្នឹងក៏ចាស់ព្រះសធនហ្នឹងក៏ចាស់អញ្ចឹងទេបន្តិចទៅគេចបំផុតទេដូចគាត់អញ្ចឹងលែងទៅណាទាំងអស់លែងសប្បាយយំត្រឡប់ទៅរាជជំនៈវិញគាត់នៅលើសូឆានតាមាតថាអញ្ចឹងលែងដើរលែងពីព្រោះខ្លួនក៏ចាស់ដែ
Hát chanh hô bài vì sao sao bài ấy đó là ông ấu nó ngál bởi chìa bởi chìa bởi sợi sợi thô tình này cho mày chết con màu bị đào lên vánh lên tồi ná và nâu thật nông bật tốt mù là hạt ấy tớ bàn xuân đi chà nà mát đó là xa tại quạt bàn khơi mà nụt chá tàu cửa xa lột chia này lâu nóng quạt xung vế nực khơi thật quạt của chả chàng đai lên giả bài ấy bàn thật khoan là lưu phần đăng còn thêm đọt nè cha cha nè mở chân ớt đặt tà nào nè và nè bên vây tà nào nè đặt nấu bàm ra ớt bè sạch thọt rộm chì riêng ấy dù dù tốt lệnh bốn đào lên ụt chiên mà xa tiết tì vật tụt nâng có khai phết chì mần đồ chư nhớm thông ngâu ai là ấp nhớm hỏi ta là bè sạch thọt khơi xua tiết ta chất ấy bàn chà chết ta thông hư hư chân mù là hạt ấy ta quạt nâng chìa mình được chư đàm lái bè sạch thoát và ăn khuyên cha à lâu phật tọa bị cha tới chư chẳng ai ở bè sạch thoát nó ngủ chư rồi ta quạt chẳng đai có phần nào mình toàn đòi phê lên ta bái ta lót ta riêng chậm nạ vệnh tiệt à nâng lược tì phi nè nhớm lược tì bái khai cáo dông màu mà xa tiết chụp hết chìa mình được sạch đại nhôm khơi không cùng nu kì cú miền mình nu đê ai chặt phổ viên chặt ai nắng nhớ nắng á hết đẹp lạp chứ khai mẹ tên ta lạp tập tía đây chậm nạ vĩnh khai mẹ tên này nắng khai lư kì tập trong cọc kinh phật bị lạp á ngày nào môi đặt mai chỉ riêng mà tiêm tia dụ chỉ vật sang khá dương tự ác nên mình bàn tiêm khuôn túc của lạp bắt bằng chỉ vật nâng chào ra bắt sống bắt cháu lôi cháu cặp mệt bệnh cao con tè sống anh bỏng ốt sạch nhiệt lên tiết là đang lên cho bài buôn khai cái lệch hướng nắng cho bài tiết nhầm bài tiết đó là phê tranh tân lực tiên buôn nhầm khơi phết trên đẹp buôn thua tiết à cho xây nâng cả hôm có bà là ọt tọ tầng ngào lưng dậy ọt qua lúc này nhầm ọt qua lúc là xây cái nóng thua chàn đà mát có phép tân nắng bạn cái thời chân bán cái buồn nâng lẹ bong trọc và sắp bát con cháu tiền sắp bay từ đầu sắp bay rộp thò thì đầm đầm bay trả đăng chìa phục vụt có thả ai bán chết dây chẳng nhận tớ bán tự lập từ kỳ hạ thàn với dây xung khai về nóng ọt nắng ọt dây phụ hương phụ ông hiệp áp sai chứ dây vào cắt bán đau tập bê tự lập từ vấn niên hiệp ca hãy phụ chân mập hay phụng buồn chân năm mà phải bụt nâng bọn chanh sang bọn nô hoài
Nâng prea sa thoát bà ông chanh sang phnu. Cả đà là triết dung tờ ướt mưu bà bún. Cái phố kì chụp liên, kì sạp bài kì rịch riêng. Hộp chọc ấy nâng tuần trầy hai hòm. Bà cung đánh ấy nâng ôi sạp bài ôi rịch riêng hai ai. Bà ấy đà là bêl nẹ bòm ra ớ. Rồi bà niên bòm bì dạ sao thịa riêng nâng nhớ nẹ bòm hả ớ gọt nâng. Đà là bêl hộp chọc, đà là bêl sạp bài. Ấy đà là bêl chẳng tốt miệng ấy sầm hẹn tàu lúa. Bà bà bút sạp bút nâng ngồi về lên nâng lưu khuôn. À hả linh bạch băng. Bà bà phụ ọt đăng khuôn nó sẽ văng đỡ hả nhờ. Hào ào với ngài bạch ở tài. À bà ông chanh sang phụ phụ nốt. Tần đà là khuyên nâng côn. Bà bà ông cao rì hôl. Ôi đà là bê chăng tâm biệt ấy nhờ ông có. Bà ông hào chăn đà mát. Đà chăn đà mát này chun bà ông tớ. Chỉ mùi nâng xếp con thật cạ. À đầm bây phương tầm đá tớ sang phụ phụ nốt. Hồi bên nâng có bà ông ta ớt mơ bà niêng bầm bia dạ sao thể rìa đại chìa kẹ chơi dìa bà ông đai môn nâng tàu bùa nâng. Đó là bên bà ông ta mẹn ấy xoan cắt nó cô bay. Bà ông ta nâu tiếp nâng chân này tấn ni rành chìa rìa. Bên nâng có bà ông đọc à phẹ rà nạ chìa đạch chìa rìa chìa bật nâng chánh. Aoi nìa chán á. Và ở đây chăn là mát đây chỉ đẹp bóng hở chất nất bà ông ngân. Vì bố màu búa của bà ông hào màu tám vì bố nẹ tục chất. Đà là bê nâng bà ông đọc cường chỉ rít chỉ bọt nâng. Ở đây chăn là mát nâng do màu rít nằm nạ vinh. Do màu nụ cơ bọc luôn với nâng màu chỉ mùi nâng xe con thật cả nâng. Hãy bà ông nâng có trô trung dục bà khát nâng cắt bà kê xà nhiều má. Cách bà kê xa hãy khẹt đề ca mà hạ bụng nâng vô chảy vò vô một phai. Đó bè đồng biên bụng hiệp hay vô sọt nâng vô tử túc. Cương a phẹ ra đã nâng vô tử túc. Nè. Dây bì ni chăn đà mát. Vô khao ao vô. Rịt cương rịt cho bọt nâng tà lọp mau hệ tùm nạ bánh. Chỉ mùi nâng xe con thật cá. Ôi xe con thật cá. Mau đau tà phẹ cả đà pháu cô. Sổ nọ mà chạp bếch bay trúng xa lạp tàu. Nhưng ọt mọt đồ tèm vậy đi. Vậy đây là bên nia chăn đấy nè. Mọt đồ tèm hay vô. Tầm nâng vô rương nâng vô tổ tu đồ bạch đà. Rê chìa bạch bạch và rây sốt thô tờ nạc nâng ao chiếp. Chỉ mùi nâng bình niên xe rệ mà hà mà dìa tì vi nâng chiếp tầm nâng thà. Còn là bọt nâng chanh sang bọc nô hoài khăn nia chăn nâng nhá. Khăn khăn tầm nôm côn tổ buông. Đã đang tập bị đập bị chà ra nà. Đâm hai cao đầy phiếm tiêu về lạc cả nạ đó. Bờ cao đóng miền. Cao đầy nhờ phiếm đang tiêu đứng có. Nó khơi đỡ ở đây vì chỉ hướng bật 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 bè nói. Từ bàn chạy cháu cả. Tô mà nó cả khăn cao đầy nâng. Ngày có bà ông sang bập nô tôi nhớm. Vừa cục cả kê đầy gia bà mùi chân ám. Bà ông bàn trả đăng ở nốt trả xa ma xa mù thị chiến. Nếu bà chân là mê dụ xam sập rắm bà phá xa. Phụ ná bà ông chanh sang bà phnô bà chân mà phây bùm bún. Vừa tô cà rạ kê đá giá bà mùi bà phá xa. Bà chân xam rắm bà ông bàn trá. Hới xay sập rắm bà phá xa. Kroi bê trá bà ông xâm đành thó. Thư nâu. Bà thư nâu bút tà cách thằng bà phá xa. Tì mùi cứ bà bòn là hê bàn đà bà tàn chá. Sai yon là hế thoa mật tì sở nắng. Bà tu sĩ bì khô ổ bà tèng. Ăn đã rất tế tì vẹ bà nhà hắng. Bà chú sĩ vẹ kà tế kà lế. Phẹp bì vì lưu cần năng. Tèng pram bà kà nế cư bà ông bà phật chập chuôn nà nhóm. Sông bây ra bà ông bùa hai tâu chì bà hai. Bà ông nâu đào bàn bát nè nhóm chẳng nế. Bì phô bút tà cách. Ní vi chinh đi chiếm rồi bà phụ xong. Rồi hốt đà bà bây đà đăng bùa hai đăng bà bây đà đăng ai kia tòa hào con màu. Bà ông thầy con miền tẻ mùi. Hai con nâng tiết sao. Chỉ con xóm nạp con xóm lanh tẻ mùi. Hay bà bây đà đăng cô vị trí sạch con rì. Bà chìa mà chắc tất đây mùi phong đá con đào xong tiền kế. Nè có thầy chẳng hả nhấm. Có thầy con đào xong kế căn bạc. Đào xong kê tớ ban phở ông thà ní. Cứ chìa bút tật cách. Bà này thả vây đẹp phở ông trâu tẹp bẩm bánh trâu tẹp phớ. Nông phết chìa nẹ bùa. Miền bần ná là o bần ná. Có trâu tẹp đào bần bà tài. Phở bần bà tình chẳng.
ហើយនិយាយបន្តបន្តិចប្របីតាឯនេះព្រះអង្គបានទាយប្របីតាបកើតមានអារម្មណ៍ថាសុខសប្បាយមិនអីទេតែឪខ្មែកឯនោះបានខឹងមែនតើញ៉ាបាទព្រះរាជាព្រះបាទសុពពុទ្ធខឹងមែនតើញ៉ាហើយដល់ទៅពេលខឹងអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គឯនេះទៅបិណ្ឌបាតនៅស្រុករបស់សុពពុទ្ធប្របីតាបកើតនៅក្រុងកបិលពស្ត្រហើយខាងប្របីតាក្មេកនៅក្រុងទេវតហៈខាងនាងពំពាយសោធរាហ្នឹង គឺនៅក្រុងទេវតហៈហើយដល់ពេលបីតាបកើតហ្នឹងនៅក្រុងកបិលពស្ត្រដល់ពេលព្រះអង្គទៅបិណ្ឌនៅស្រុកអូខ្មេកញឹមពេលហ្នឹងដឹងតកូនប្រសាមកបូហើយដឹងតកូនប្រសាមកទៅប្រាប់អាមាត្យថាកុំអោយចូលក៏អោយចូលក្រុងញឹមអោយគេរៀបរៀងផ្លូវមិនអោយចូលទេពីព្រោះត្រូវបាបចិត្តកូនគាត់នោះអត់អោយចូលពេលហ្នឹងក៏តថាគតព្រះអង្គទ្រង់ញឹមហើយអ្នក តាមតដៅព្រះអង្គហ្នឹងថាបិច្បានព្រះអង្គញឹមមូលហេតុដោយសារតែប្របីតាក្មេកព្រះអង្គហ្នឹងតាបំពិលថ្ងៃទៀតទេត្រូវពធរនីស្រោបហើយណាយំរៀបរៀងពុសមាសំពុតមិនឲ្យបាត់បាតបាបកម្មរបស់គាត់ច្រើនរហូតដល់គាត់ដឹងតណ្ដឹងហ្នឹងក៏ទៅនៅលើប្រាសាទរបស់គាត់ជាន់ទី7ហើយឲ្យគេយាមគ្រប់ទ្វារទាំងអស់ តាំងពីជាន់ទី1ទី2ទី3រហូតដល់ជាន់ទី7ហើយប្រាប់គេថាបើខ្ញុំបើកទ្វារបំរុងចុះមកក្រោមចាប់ខ្ញុំក៏វត្តបោះទៅលើវិញកុំឲ្យខ្ញុំធ្លាក់មកហើយដល់ពេលថ្ងៃទី7ហ្នឹងសេះរបស់គាត់សេះឈ្មោលកើតកូនញោមវាអត់ដែលមានអាកោឡាហលហ្នឹងវាកើតចំពេលសេះឈ្មោលកើតកូនលឺសូត្រសេះរបស់ខ្លួនឯងកើតកូនចង់មកមើញោមចង់មកមើបើកទ្វារប្រាសាទចុះមកអាមាត្យដែលថា ព្រះរាជាអង្ការបើឃើញបើកទ្វារត្រូវបោះទៅលើមានបោះទៅលើឯណាខ្ញុំបោះមកក្រោមបោះមកក្រោមប្រាសាទជាន់ទី7បើកទ្វារបោះមកព្រះធរណីស្រូបទ្រទ្រង់មិនបានក៏ហែកជាពីលៀបតំបាក់ប្របាទសពពុទ្ធទៅនេះគឺមូលហេតុខ្លះៗដែលអាត្មាចង់លើកឡើងនឹងបច្ចៈពីរឿងណែទេវទូតទាំង 4 ប្រការហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមានជារា ចាស់ក្រមគ្រាទី2នឹងជាធិជំងឺតម្កាត់ហើយបន្ទាប់ពីឈឺទៅស្លាប់នឹងឯងហើយមានភេទអ្នកបួសអញ្ចឹងញាតិញោមយាយតាជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់គ្នារឿងការប្រត់ប្រាសនារីចាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តនេះមិនមែនមានតែញោមស្រេងហ៊ានយាងនារភូមិសង្ឃទេគឺគ្រប់តកូលគ្រប់គ្រួសារគ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុក គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់តែតែមានការព្រាត់ប្រាសញោមសួរមើលនៅក្នុងរោងបន់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងសួរថាយាតញោមណាដែលថាមិនធ្លាប់បាត់បង់សាច់ញាតិមានទេញោមមានម្នាក់ទេមានមែនទេអ្នកមិនធ្លាប់បាត់បង់គឺមិនមានទេកាលនោះនាងដែលកំសត់ជាងគេនោះគឺនាងកៃសាកូតមី កូតមីកូតមីនឹងមាន2ទី1គឺនាងកៃសាកូតមីដែលប្តីស្លាប់ហើយកូនក៏ស្លាប់ដែរហើយមួយទៀតម្តាយមីងពពុទ្ធនាងបច្ចាបតិកូតមីបើពីព្រោះប្អូនស្រីរបស់ពនាងសរិពនាងពំពាយសោធរានឹងគឺដែលត្រូវជាអគ្គជ័យយារបស់ព្រះសិទ្ធត្ថនឹងគឺមានប្អូនត្រីមួយទៀតគឺព្រះនាង បច្ចាបតិកូតមីហើយនៅពេលដែលព្រះនាងសរិមហាមយាទេវីស្លាប់ផ្ដំផ្ញើប្អូនទេយ៉ាបផ្ដំផ្ញើប្អូនត្រីបង្កើតរបស់ខ្លួននឹងថាឲ្យជួយមើលក្មួយផងពីព្រោះ7ថ្ងៃយ៉ាបអ7ថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតបានតែ7ថ្ងៃទេមេត្តាព្រះអង្គនឹងសោយព្រះវេលាឡាយចោលព្រះអង្គទៅស្លាប់ចោលព្រះអង្គទៅទើប បច្ចាបតិកូតមីនឹងមើលថែរហូតបានរៀបជាពិសេសទាំងជាមួយព្រះសេរីជាមួយនឹងព្រះសេរីសទ្ធោទនៈឲ្យបានបុតមួយទៀតគឺព្រះអនុនព្រះនុនណាញោមនុននឹងដែរជាជាដូនមួយព្រះអង្គផងហើយត្រូវជាប្អូនព្រះអង្គបង្កើតរួមប្របីតាជាមួយគ្នាផង និយាយរឿងហ្នឹងក៏ផ្ដាំផ្ញើព្រះនាងបច្ចាបតិកូតមីតែអត់និយាយរឿងនាងទេនិយាយនាងកៃសាកូតមី
Niêng cây xa côn tầm mây nâng bị đam lái hiệp bằng cô lạc ca hiệp hai bàn côn. Bỏ mối bất đầy bỏ quát nâng có sạp đâu nhỉ? Nâu bê để bàn côn mối bất đầy sạp đáy dùm sụt nó dùm sao bọc luôn để sạp đầy sạp đâu. Cảm bàn để bàn kết ở quát sạp đâu của vườn biên chiêm tầm nọ chiêm quát nâng dương đáy côn bỏ bỏ quát mối. Sẽ là anh côn nhỉ? Không còn bí bởi chạy thả ao bởi đất ao thả bò bây con đó là dụng bầm mũi tình đọc cho nằm. À dụng đọc bầm mũi cho nằm mấy nơi ta bó cũng lo rải rồi là anh con về. Ngày mũi con nâng cỏ hồ mình bán sắp chào mày tiệt. Cả lúc đây sắp nâng miền con còn nâng cầm đó. Còn nâng ca bầm bát ca tục sọc. Đào tập bê bát bằng đây bát bằng con dùm mình tên nhé. Đọc bao luôn rồi đó. Rồi hốt đó mình ơi kia dân tôi phải cho mình ơi dân tôi bôi chia mình ơi dân tôi cháu lại na thế đấy ông tôi không ai cô nâng à ta bật tục ở chân mình cao này chân biên tà rớt mà chú bái ơi điên nâng thì chụp hả bên nâng cái bà xong đây bà mà chú bái thấp bà sân chỉnh điên nâng chân ở con bà điên chết tôi chụp bà ông ngốc bà ông chỉ cụ bết á nhôm từ chùa bà Phật đến nơi vật chết từ Phật nó bảo tao đó con nè chi à nãy cái phèo chân bà phèo ai từ chùa phèo là từ chùa phèo con nè chi ru lòng vậy nhỉ bảo ắt có họ niên cái chân niên mình tầng hội niên cái đây chân ai con ruốc chân ai con chia lòng vánh từ chùa bà ông từ đó Prasama Samputatha cốt ai mơ con nè anh chia cặp bên trên nè từ rô crop sụt đây tẹt nát để miền nè sập bao nè anh rô bán vô mà tật thà cốt xăm năm ôi côn bao nè anh rùa lần vình nè ngày đó lệch kết nhung tụt đau hồ vô chân ôi côn hồ đào rô cục tè cục sọ là họ tè na cổ su kê tâu thầm mai tâm slap vì ngày mình tè na tô ta âu tâm slap khai môn bong ôn sạch nhiệt chênh tìm tè môi chôn tè môi rốt cho rốt lắm bi tình tạch cho lúc luôn anh tiết nhờ ta đào rô cục sạch đây rồi mình bán tới bán tờ lóc mà chưa bà bột vinh tật phai bằng cung bà ông thân tế phẹt cơ vi bà bất bè đầm miền bà phía cọp sợ đáy ớt khoác tế tèh nà cổ miền đáy đòi lại à vây để thả rộp mình bán cứ tèh nà cổ miền nè sạp đáy tèh nà cổ trấu bắt bóng xa chiệt đáy hồi chạy chân bán bà ông sợ đáy thả mình điên niên nâng hơi tật thả cốt đằng hơi các bạn đã còn đã chọn sống đây ở nẹ đang ở chết bà ta thà cốt dây thà nẹ nào có sắp nẹ mình chưa đi hồi dạy chẳng từ bàn ta thà cốt nâng pro ở nẹ tổ rô hồi chìa mật chú bay ở nẹ bàn cất ta cốt mà nụ sắp cũng ốc nông lục đi cả nà bà cạt mà hơi trâu ta sắp trâu ta bắt băng trâu ta vì nế tao vinh chìa tì bầm phót này cả rô nâu tớ bàn bà ông xong đánh bà kia tha mùi gần lãnh ta bê mẹ tao chia dạy tê sao cao bê mẹ tao chia dạy tê phải dặn bê mẹ tao vấp bà mốt ta sát nạt thế sao cao của tao phải dặn bà ông xong đánh ta sẽ đầy sao cát lăng bì bố ca sở lành sẽ đầy bình chất cát lăng bì bố ca sở lành sẽ đầy tốt cát lăng bì bố ca sở lành bà nẹ lẹ băng ca sở lành nẹ lẹ băng cả bình chất nâng cháu sẽ đầy tục có ọt miễn cả còn tụ còn tính có ọt miễn cả tiền phụ nế nếu bê đại bệnh đầm miễn bập hiếp bà ông xong đánh kia tha nâng chấp tớ bàn liêng bà chia bà tệ cụt tầm bây giờ nâng kì bóm ai kì do không ai cốt nâng tự bà chấp tự bầu chia này ấm và ní con tầng bàn chìa cả kết ta nhiệt dụng tầng ọc rụp nế cả bật bà kà nè riêng cả sạp mít cư miên cực cực nìa từng ốc chàng dương chàng kì côn nhôm côn kì cực nìa phụ nế rồi hốt đọc bà phút của bà ông khliết ngài bì dương tư hơi hồi chả lâu dương nâu bà cài nâu ốc chà mày tiết nhôm nâu sạp sạp thì chăng cực nìa ta lâu trí trí chích lên sạp mẹ nế nhầm ta dụ hốc và dụ chất và dụ bạch nâng lên sạp rồi thầm mà ấy dùng mình hào luộc ta rồi miền cháu á thưa bà lớn đây nè sợ côn sợ mùi sợ chào kẻ hào lục ông kẻ hào lục pu kẻ hào lục bon kẻ hào đầy côn kẻ hào lục ta rồi chúng ta bon dễ hào lục ta nhôm khó năng lên cổng cong đó lên hào lục ta đây xóm đây ấy đừng quật bật na ấy quật hào ai lục ta
chẳng bàn tha chạm bên tên nè nhầm rương ni rương bên tên nè có hào về hơi nhầm mà nè ngay lục ấy của bạn nè nhầm mình bà nhà hà đi chạy thật hào đâu nè chồng hào lục ta của bạn chồng hào lục ông của bạn chồng hào lục pu của bạn nè chồng hào lục bon của bạn chồng hào lục ôn của bạn chồng đại quân của bạn nè cùng ôi ta hào lục a tâu bạn ấy và hào có hào tâu tài cùng ôi lư nhầm vì phụ miền mọt đôi khả nế nè nhầm anh chạy hào và thả mình chạy hào mạch mẹ nè hay phải sợ nâng dây cả ớt bê kla lô còn dây bàn nè slot bê kì mưu nghi đi nhóm ơi cài kla tao vào gầm sâu mưu nghi mẹ nè mẹ nhóm slot lốt cha dân tha ớ ta slot slap à và ta cài kla tao gầm sâu kì mưu nghi chẳng bằng tha hào á ha tao tài cầm ôi ta thama lư à thama lư bầm mô lô con chào và thama hào á với nhá nhóm ạ mưu thân đã triêm mưu nghe nhá nè cái nè tạm tài sắp ăn đấy mà để tranh cô nhung anh của mình ta lâu nâu sau tết nhôm à này đến ca nhôm ca bàn ban slot pin ca đây mà nhôm miền côn trâu em hồng bu hơi giờ tụ bu khla mà nhỉ miền nè nè miền côn miền trâu vậy để thả ai bu bán nè giờ tụ bu đâu nó bận lắm bu bán đấy nè tụ bu á cái nào hiền nè riêng hạ tìm mà ទី8អះហ៊ានហ៊ានឲ្យចប់តើណាចឹងចាំទី9វាបានទី8ហើយមើលមានកូនណាដែលថាចោលមួយសៀតអីវ៉ាន់ណាយកណាអាយនិយាយមិនស្ដាប់អីហ្នឹងយកទៅញើអាត្មាខ្លះឲ្យឈឺក្បាលបន្តទៀតអាកូនល្អឲ្យនៅរៀនណាអាកូនមិនល្អយកទៅញើលោកក្រែងលោកវាគ្រាន់បើណាយកទៅដល់វិលមុខអាត្មាមកញើមគេណាមានចេះអីតិចទេកាមិនតាន់ពោះតែពោះឲ្យចេះញើមเห็นโซดไอควันบ่าวเจ๊ดังกาลอัดตอนบวชเจ๊ซอยามอัดเจ๊ซอเต่านั่งเรียนกุมารฐานก็กอคอโกโขงโอจอชอโจโชโยอังคลาเล่นใบชนะไม่เดาแต่กอคอโกโขงโอเต่ามุกมันรวยเต่ามุกมันรวยเนี่ยจังวันทานได้ยัยเล่นยัยแมนไอออยเมียนโกนเมียนจาวเมียนขมวยไอไอออยเต่าบัวเต่าบัวเต่าโยมพอแล้วพออังลังเต่าเรียนเดาแต่กาจราไม่เต็ดเต่าบัวไว้เนี่ยតើវិញពេញខុំពេញអីទៅវិញមួយមកធ្លាប់ពោះស្រាប់ហើយធំអត់ទាន់ផ្លេចណាណាទៅពោះវិញទៅបើបានគ្នាអីអាឡៃទៅលេងសតនៈសឹកអញ្ចឹងអាត្មាគិតអ្មេចបើគេទៅចោលអស់ទៅហើយទៅដែរហើយលេងអត់ចាំគ្នាផងណាកូនសោះឡើងទៅរៀននៅតកៅអស់10អង្គទៀតឯងយំហើយវត្តយើងឥឡូវចិត្តចូលកងរៀនវិញហើយហើយប្រសងឥឡូវបាន6ទៅ10 7 10អង្គហើយអញ្ចឹងបើមានតេគុណអង្គណាដែលថាមកចង់រៀនពុទ្ធកសិក្សានៅអង្គក្តីនិមន្តណាហើយមានញាតិញោមណាមានកូនចង់បួសអីអាចឲ្យបួសបានបើចៅចង់បួសតែបើថានៅរៀនឲ្យរៀនឲ្យបានថ្នាក់ទី9នៃសិននៅតែបើថាមើលទៅរៀនទៅមុខមួយទេអាចឲ្យបួសក៏លុនិស័យយើងមានណាយជួនកាលមានអញ្ចឹងដែរអាត្មាហ្នឹងរៀនមិនសូវចេះទេនិយាយតាមត្រង់មកបួសថ្នាក់ទី4រៀនអត់ទៅចេះមានអត់ប្រកែមានអត់ចេះទេតែដោយបនិស័យពុទ្ធសាសនាមានទៅបួសទៅរៀនចិត្តខំខំខំខំទៅគេងឯងដែរញោមគេងឯងយល់ណាឃើញណាអញ្ចឹងដោយសារការជាយាមទៅខ្លះណាហ្នឹងហើយដោយសារនិស័យផលបុណ្យផងដែរហើយចម្រើនពររឿងបុណ្យយើងមួយបុណ្យវិសាបូជាញោមហើយយើងនៅប្រមាណថ្ងៃទៀតទេអញ្ជើញទៅទាំងអស់គ្នាបាទណាវិសាបូជាយើងនៅតែ20ថ្ងៃទៀតទេបាទថ្ងៃពេញបរមី15កើតខែវិសាយើងថ្ងៃនេះថ្ងៃ10រោចហើយអញ្ចឹងថ្ងៃ15កើតខែវិសាហ្នឹងជួយទៅធ្វើកម្មវិធីវិសាខបូជាហើយកជួយហ្នឹងបើអកជួយបែបកំងគេ300ដើមអីវ៉ាន់ណាហើយគូបហ្នឹងក៏កំងគេ100ហើយហើយហើយតែងលើកមុនថ្លៃយើង3ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែឥឡូវទិញយករៀងធូរថ្លៃទេព្រោះថ្ងៃមុនខាតទៅហើយណាលេងខាតញោមធ្វើបុណ្យមាបូជាយាយតាអត់ទៅចូលរួមលេងបើចាញ់លុយវត្តអស់មិនថឹកលុយខ្លួនឯងណាឥឡូវទិញតែមួយ6ពាត់ណែអើហើយទៀនក៏យើងដុតដែរប្រហែលជាអាចបើមានលទ្ធភាពយើងដុតឲ្យដល់2563ដើមតំណាងឲ្យសាសនាយើងគម្រប់2563ពេញបរមី15កើតខែវិសាខយើងប្រពုតជាមួយព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងបរិនិព្វាន
ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបាន 2563 ណាយល់ទេអញ្ចឹងញោមអញ្ជើញទៅហ៎ញោមអញ្ជើញទៅហ៎ចេញទៅហ៎ញ៉ាប់ទៅព្រោះថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃឈប់ គេធ្វើការធ្វើអីគេឲ្យឈប់ឲ្យសម្រាកអញ្ចឹងញាតញោមអញ្ជើញទៅកំខានថ្ងៃស្អាតបូជាប៉ុន្តែបើយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅប្រហោះផ្សងរកគូអីទៅយាយណាម៉ាយម៉ាយអីសងរកគូឲ្យប៉ះម៉ាយម៉ាយដូចគ្នាទៅ ផ្សងញោមផ្សងរួចកម្មរួចពៀណារួចចាក់បាបកម្មពៀអីហ្នឹងផ្សងយើងអុជទៀនអុជធូបអុជប្រទីប បូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានផ្កាមានភីជាដើមណាយោមថ្ងៃពេញបរមីដល់15កើតខែវិសាខយើងប្រកបពិធីបុណ្យខួបការចូលព្រះនិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគម្រប់ 2563គ្រប់គ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណោះសូមអនុមោទនាបើអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចោះញោមធម៌ទេសនាចូលរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីជាមួយនឹងទាយុសេង បាទដែលគាត់បានធ្វើការលើកិច្ចយាទៅកាន់ប្រាក់លោកក្នុងមុខដឹងគាត់ទៅកើតទីណាឋានៈកលៃណាទីហើយចឹងសូមឲ្យបងកុសលទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតឡើងអំពីសទ្ធាជ្រះថ្លាឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតិសន្តានទាំងអស់គ្រប់គ្នានាពេលនេះសូមឲ្យខ្លាយទៅជាឧបត្ថម្ភកកម្មជួយរុញច្រានបដិសន្ធិថ្មីរបស់គាត់ឲ្យទៅកើតជាតិក្រោយនឹងសូមឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន ជាពិសេសគឺអាយុយឺនយូរវែងជាងជាតិនេះកុំឲ្យមានបាបកម្មពៀរវេរាទាំងឡាយទាំងពួងបើមានក៏សូមឲ្យខ្លាចទៅជាអហោសិកម្ម